Ngày 3 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 70 đại biểu đại diện cho 1.283 người có uy tín là người dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu năm 2022. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Những năm qua, người có uy tín đã phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều người có uy tín đã tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập và tuyên truyền hướng dẫn, vận động đồng bào làm theo. Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, toàn tỉnh đã tổ chức gần 500 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho 8.000 lượt người có uy tín cập nhật các văn bản chính sách mới, những kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân. Cấp báo hàng ngày với hai đầu báo và một số hình thức cung cấp thông tin khác như tham quan, học tập kinh nghiệm. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân, thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, đồng thời mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm bố trí đủ nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền với nhân dân trên mọi lĩnh vực, tích cực vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.